là chủ nhân của câu truyền hình đầu tiên trong năm 24, bạn Trung Kiên với 235 điểm. Lần đầu tiên có sự xuất hiện của một đại diện đến từ tỉnh Phú Yên, xin chúc mừng Trần Trung Kiên. Đến từ trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Phú Yên là chủ nhân của câu truyền hình đầu tiên trận chung kết năm thứ 24. Trần Trung Kiên, Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Phú Yên nhất quý 1 với 235 điểm. Chàng trai là một chiến binh mạnh mẽ khi không ngừng cố gắng ở các vòng tuần, tháng, quý và hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong trận chung kết năm đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Em cuối cùng cũng đã làm được lần đầu tiên đem về vinh quang lớn nhất này cho tầm nhà. Bây giờ là phần thi khởi động. Thống lĩnh Trung Kiên. Trần Đạo. Trần Đình Đạo, đúng vậy. Trung Kiên. Biểu Hổ. Hay Tô Lê Sáp. Chính xác. Trung Kiên. Kiên Giang. Chính xác. Trung Kiên. Hồng Cầm. Chính xác. Trung Kiên. HP. HP. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Nghệ sĩ về đình chỉ chiến tranh. Wow. Hai tiếng chuông đã vang lên, ba tiếng chuông ạ. Xin mời Trung Kiên. Dạ, câu trả lời chướng ngại vật của em là 1954 ạ. Có lẽ trong phần thi này Trung Kiên đã nhanh hơn các bạn khác một nhịp. Và điều đó giúp bạn vươn lên dẫn đầu. Xin chúc mừng Trung Kiên. Và Hữu Tùng, Trung Kiên là người nhấn chuông đầu tiên, xin mời Trung Kiên. Câu trả lời chướng ngại vật của em là Vneier. Rất hồi hộp, căng thẳng. Và có lẽ mình nên kết thúc cái việc căng thẳng này. Một trong hai bạn đã trả lời đúng rồi. Và người đó là Trung Kiên. Xin chúc mừng Trung Kiên. Bây giờ là phần thi quyết định, về đích. Biết rằng một người là nữ anh hùng nổi tiếng với hình ảnh nụ cười chiến thắng, người còn lại gắn với sự kiện đặt mìn ở cầu Công Lý. Câu trả lời của em là Võ Thị Thắng và Lý Tự Trọng. Câu trả lời của em là Võ Thị Thắng và Nguyễn Văn Trỗi. Cơ hội cho các bạn thí sinh khác. Không có. Xin chúc mừng Trung Kiên. What does the OCOP acronym stand for? Good luck. My answer is one canoe, one product. Được, nội dung chính của câu hỏi là OCOP viết đầy đủ là gì? Và câu trả lời của em là One Commune, One Product. Trước tiên phải nói là bạn trả lời câu này quá xuất sắc. Xin chúc mừng Trung Kiên. Chúc các bạn thành công. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Của em là Lê Phụng Hiếu. Và đáp án của bạn chính xác. Xin chúc mừng Trung Kiên. Với 3 lần giải trọn vẹn chướng ngại vật và những màn so kèo điểm số đến tận phút chót, Trần Trung Kiên sẽ là một đối thủ khó đoán trong trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình.